sour is better. Good sour is better. See? They're freaking noisy. Comment video
Dus klinkt goed voor mij. Daar ze de microphone plug-in, external microphone plug-in en headphone plug-in too. En is HDMI en USB, but get no 4K. Much stuff. Mostly I use a Pentax camera here for my picture or stop motion. So I think this I'm not buy a new camera. But I'm interested in the Blackmagic camera, but still the price still high up. Next 4 years, I think, I will buy them. Because I heard they're very good for the video recorder and camera in 4K. You see though, but for now, I'm not buying any new camera. Thank you for watching, my friend. Bye for now. Như là cách đây khoảng 4 năm á, cũng đã mua cái máy Pentax K50 này nè. Rồi, nhưng bây giờ không biết là mua máy mới hay không. Cũng thích 4K lắm, nhưng mà không biết là sẽ mua máy mới hay không. Cái máy này thì đã cũ rồi, 4 năm rồi, mà chụp hình rất là tốt, mà quay phim thì không có tầm mày, nó không có hang heo như là cầm tay quay phim. Tôi phải nói liền trong mặt luôn đó, cho nên là bây giờ mới cũng là chơi YouTube này cũng được 1 năm rồi, thì cái chính nhất là thâu YouTube là toàn là video là của cái máy Canon HF-R600 thì quay cũng rõ nét này nọ. Cái là không có 4K. Lúc trước đây cái máy cũng Pentax ME Plus cộng á, thì mình mua hồi năm 1978, chụp hình rất là tốt, mà chụp hình đám cưới là chụp hình phong cảnh nó bán cũng nhiều tấm ảnh, nó cũng làm có tiền trong những cái máy đó. Thích chụp hình trắng đen hay là chụp hình phim, cho nên tốn tiền mua phim mà mua bút, mua nguyên cái thùng luôn, chụp thẳng lớn rồi lúc mình đã xài máy digital rồi đó, mình vẫn còn chơi cái máy cũ, máy chụp hình phim, rồi tự rửa ở nhà có cái tự rửa phim lấy, cho nên không xài máy. Máy này thì cũng làm được, cũng được, cũng học hỏi về cách sử dụng digital nè đó. Và có nghe cái máy như là nó kêu là gọi là mới, là của Mỹ, design là Blackmagic camera, như là 4K cho cả chụp hình và cả video rất là tốt, mà có nhiều chức năng của nó, nhưng mà giá thì bây giờ thì chắc cũng còn mắc. Mình cứ đợi tới chắc là khoảng 4 năm nữa mua được để hạ giá. Rồi nếu có thì người ta xài máy 8K thì mình mua máy 4K, mình là thuộc loại
mua cái gì cũng trễ hơn người ta. Đó. Thì chắc là không có mua máy mới rồi. Rồi xin chào các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Bye, bye.